chất bồng. Rồi có mơ trong tim mọi người để tình yêu ước mơ mãi không phai. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những
rau má sâm của người xứ Thanh. Miền quê bao lụt nắng hanh, vươn lên để sống chi nhanh mà thôi. Cứ xanh rời rợi với đời, cứ chia sẻ tất cho người cháu rau. Dù ai lẫn đận cớ câu, dù ai sống giữa nhà lầu xe, thì vị rau má em ơi vẫn còn ngai ngái trong người xứ Thanh. Bao giờ em về quê anh mà xem dấu vết tình thành xa xưa, vị nhân và rau má ông của nên người. Mới nghe em chớ vội cười, cây rau má sâm của người xứ Thanh. À, trước khi vào trong cái buổi giao lưu hôm nay thì tôi cũng nói với các bạn như thế là tỉnh nào mà có biển thì người ta tổ chức vào mùa hè, còn những cái tỉnh nào mà không có biển thì chúng ta cố gắng tổ chức vào mùa xuân đấy, thì nó thật tiện hơn. Xin đọc cho các bạn nghe của cái cây rau má của xứ Thanh do một tác giả là người Thanh Hóa sáng tác. Tiêu đề của cái này là cây rau má. Mới nghe em chớ vội cười, cây rau má sâm của người xứ Thanh. Miền quê bão lụt nắng hanh, vươn lên để sống chỉ nhành má thôi. Cứ xanh rời rợi với đời, cứ chia tất cả cho người cháu rau. Dù ai đi đâu về đâu, dù ai sống giữa nhà lầu xe hơi, riêng vị rau má em ơi vẫn còn ngai ngái trong người xứ Thanh. Mai này em về quê anh mà xem dấu vết kinh thành xa xưa, vì ngăn đến các đời vua cũng từ rau má ốc vua nên người. Mới nghe em chớ vội cười, cây rau má sâm của người xứ quê cho. Đây là báo cáo với các bạn, tôi đọc cái cây rau má của xứ Thanh mà được mệnh danh là sâm của quê cho. Kính thưa các vị khách quý, thưa các bạn cùng phóng viên, khóa 1978-1982, trường đại học sư phạm Hà Nội 1, sau 37 năm ra trường, hôm nay chúng ta tổ chức gặp mặt tại Thanh Hóa. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin kính chúc các vị khách quý và các bạn vui khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự tốt lành. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thành công và có nhiều kỷ niệm đẹp. Thưa các vị khách quý, thưa các bạn, nội dung buổi ông đạo hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau những kỷ niệm của thời chính viên, đời chính viên thật buồn vui mơ mộng, ai đã qua rồi chắc dễ gì quên, và chúng ta cũng có tâm niệm mau chóng về già ngồi kể chuyện bên nhau về cái thời áo trắng. Cái áo ống ấy đã trở thành sự thực hôm nay. Hôm nay trên khu du lịch Hải Hòa, tỉnh Gia Thanh Hóa, chúng ta đã có mặt đông đủ của các bạn từ Tân Nam, ngoài Bắc, miền Trung, miền Nam. Các bạn đã bớt chút thời gian và đã tập trung về đây dư bản thông đủ để chia sẻ những kỷ niệm của thời áo trắng và của những năm công tác trong 37 năm qua. Thưa các vị khách quý, thưa các bạn, đây là lần thứ hai mà các bạn đã ưu ái về thăm Thanh Hóa, cho phép chúng tôi được giới thiệu qua về tình hình của Thanh Hóa.
Thanh Hóa là một tỉnh lớn về diện tích và cả dân số, đứng thứ năm về diện tích và thứ ba dân số ở trong các đơn vị hành chính trực thuộc nhà nước, cũng là một trong những địa điểm sinh sống đầu tiên của người Việt cổ. Thanh Hóa ở Bắc Trung Bộ, điểm cực bắc của Thanh Hóa, cách thủ đô Hà Nội 150 cây. Phía tây Thanh Hóa là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với chiều dài đường biên 192 km, chạy qua những vùng núi cao hiểm trở. Phía bắc giáp tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Sơn La, chiều dài địa giới 175 km. Phía nam giáp tỉnh Nghệ An với địa giới dài hơn 160 km, và phía đông là biển Đông với đường bờ biển dài 102 km. Suốt chiều dài lịch sử của Tổ quốc, Thanh Hóa là một địa phương tương đối ổn định về mặt địa giới hành chính. Vùng đất này là địa giới, là địa bàn sinh tồn của 7 dân tộc anh em Kinh, Mường, Thái, Giao, Mông, Thổ và Khơ Mú. Mà mỗi dân tộc, mỗi tộc người đều mang một sắc thái riêng, tạo nên một bức tranh lung linh đa sắc màu văn hóa xứ Thanh với vị trí địa lý đặc biệt. Nơi đây đủ đầy những tiềm năng của ba vùng kinh tế miền núi Trung Du và đồng bằng ven biển, nguồn tài nguyên phong phú bao gồm tài nguyên đất, nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản. Vùng đất này còn là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam. Thanh Hóa có diện tích khoảng 11.106 km², dân số 3,4 triệu người, sinh sống và làm việc trên 27 huyện, thị xã, thành phố. Với vị trí địa lý độc đáo, hệ thống sông ngoài, lắm thác nhiều vành, biển cả bao la, núi non lùng vĩ. Từ thời của bình minh của lịch sử, xứ Thanh đã là địa bàn sinh sống của con người. Thời sơ kỳ đó đã cũ cách ngày nay vài chục vạn năm, qua cái kết quả khai quật di chỉ núi Đọ mà chúng ta đã được biết đấy, và di chỉ khảo cổ học hang Quan Mong, thành một địa điểm duy nhất được biết trên Việt Nam là chứa đựng ba nền văn hóa khảo cổ có các bước phát triển liên tục: văn hóa Sơn Vi, văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn, văn hóa Đông Sơn. Nộn đá một lần nữa là chứng minh như tính lâu đời phát triển liên tục của vùng đất lịch sử này. Cách đây khoảng 6.000 năm đã có người sinh sống ở Thanh Hóa. Các di chỉ khảo cổ cho thấy nền văn hóa xuất hiện đầu tiên là văn hóa Đá Bút. Sang thời đại từ đời đại Kim Tý, thời đại Đồ Đông và qua các thời kỳ phát triển của các giai đoạn văn hóa Đông Sơn, Thanh Hóa đã trải qua một quá trình phát triển. Các giai đoạn cồn chân, đồng khối, tùy chữ tương đương với các văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đầu, Hòa Môn ở lưu vực sông Hồng. Và sau đó là nền văn minh Văn Lang, cách đây hơn 2.000 năm, văn hóa Đông Sơn của Thanh Hóa đã tỏa sáng rực rỡ trong đất nước của các vua hùng. Nếu chỉ tính trong 4 thế kỷ rưỡi, từ năm 1400 đến năm 1858 trước khi thực dân Pháp xâm lược, với địa giới dài hơn 160 km, và phía đông là biển Đông với đường bờ biển dài 102 km. Suốt chiều dài lịch sử của Tổ quốc, Thanh Hóa là một địa phương tương đối ổn định về mặt địa giới hành chính. Vùng đất này là địa giới, là địa bàn sinh tồn của 7 dân tộc anh em Kinh, Mường, Thái, Giao, Mông, Thổ và Khơ Mú. Mà mỗi tộc người đều mang một sắc thái riêng, tạo nên một bức tranh lung linh đa sắc màu văn hóa xứ Thanh với vị trí địa lý đặc biệt. Nơi đây đủ đầy những tiềm năng của ba vùng kinh tế miền núi Trung Du và đồng bằng ven biển, nguồn tài nguyên phong phú bao gồm tài nguyên đất, nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản. Vùng đất này còn là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam. Thanh Hóa có diện tích khoảng 11.106 km², dân số 3,4 triệu người, sinh sống và làm việc trên 27 huyện, thị xã, thành phố. Với vị trí địa lý độc đáo, hệ thống sông ngoài, lắm thác nhiều vành, biển cả bao la, núi non lùng vĩ.
Từ thời buổi bình minh của lịch sử, xứ Thanh đã là địa bàn sinh sống của con người. Thời sơ kỳ đó đã cũ cách ngày nay vài chục vạn năm, qua cái kết quả khai quật di chỉ núi Đỏ mà chúng ta đã được biết đấy, và di chỉ Cáo Bố Hạo, hang Quan Mong thành một địa điểm duy nhất được biết trên Việt Nam đã chứa đựng ba nền văn hóa khảo cổ có các bước phát triển liên tục: văn hóa Sơn Vi, văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn, văn hóa Đông Sơn. Một đá một lần nữa là chứng minh như tính lâu đời phát triển liên tục của vùng đất lịch sử này. Cách đây khoảng 6.000 năm đã có người sinh sống ở Thanh Hóa. Các di chỉ khảo cổ cho thấy nền văn hóa xuất hiện đầu tiên là văn hóa Đá Bút. Sang thời đại từ đời đại Kim Tý, thời đại Đồ Đông và qua các thời kỳ phát triển của các giai đoạn văn hóa Đông Sơn, Thanh Hóa đã trải qua một quá trình phát triển. Các giai đoạn cồn chân, đồng khối, tùy chữ tương đương với các văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đổ và Muôn ở lưu vực sông Hồng. Và sau đó là nền văn minh Văn Lang, cách đây hơn 2.000 năm, văn hóa Đông Sơn của Thanh Hóa đã tỏa sáng rực rỡ của rõ trong đất nước của các vua Hùng. Nếu chỉ tính trong 4 thế kỷ rưỡi, từ năm 1400 đến năm 1858 trước khi thực dân Pháp xâm lược, thành nhiều hang động kỳ vĩ như hang động Bích Đào, động Long Quang, động Kim Sơn, động Hồ Công với những hệ sinh thái môi trường nhiệt đới đã tạo cho chúng ta những khu du lịch sinh thái lý tưởng như vườn quốc gia Bến Em, Phù Hu, Phù Luông, Tám Quy. Tất cả đã làm phong phú trên đời sống tinh thần của nhân dân Thanh Hóa. Thưa các vị khách quý, thưa các bạn, Thanh Hóa cũng là vùng đất có đấu tranh, truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường và nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Vùng đất đã gắn liền với quá trình tồn phong, hương thịnh của quốc gia dân tộc người xứ Thanh. Xưa và nay đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, được lưu danh bởi các tên tuổi như Thiệu Thị Trinh, Lê Hoàng, Lê Lợi, Dương Đình Kệ, Ngô Quyền, Văn Văn, và các vương triều trong lịch sử như vương triều nhà Lê, Tiền Lê, Hậu Lê, nhà Hồ, nhà Nguyễn. Không những thế, vùng đất địa linh nhân kiệt này còn sinh ra những dòng chúa nổi danh như chúa Trinh với 249 năm có mặt trên chiến trường chính Đại Việt song song với các vua Lê thời kỳ đã đặt dựng lên kỷ cương phép nước. Chúa Nguyễn bắt đầu từ Nguyễn Hoàng đã có công mở quải về phía Nam, ổn định địa bàn và giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc suốt các thế kỷ 17, 18, rồi để các vua Nguyễn tiếp nối nhau thống nhất đất nước. Thanh Hóa không chỉ là quê cha cho đất tổ Tam Phương Nhị Chúa, xứ Thanh còn là vùng đất hiếu học trong dòng chảy của lịch sử khoa bảng nước nhà. Vùng đất này đã có 1.627 các nhà khoa bảng, trong đó có 240 tiến sĩ và nhiều tên tuổi được lưu danh muôn thuở trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học, quân sự, ngoại giao nổi tiếng như Khương Công Phụ, Lê Văn Hưu, Đào Duy Từ. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ, người xứ Thanh không ngại gian khổ làm toàn hậu phương lớn cùng với các nước làm nên trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, hàng rồng vang dội chiến công đại thắng và đại thắng mùa xuân năm 1955. Càng đi sâu khám phá vùng đất của con người xứ Thanh, chúng ta càng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sức sống kỳ diệu của một Việt Nam thu nhỏ, nơi hồ thụ hồn thiêng trong núi, nơi mạch gầm truyền thống Việt Nam bền bỉ chạy mãi không ngừng. Một xứ Thanh cuột cường trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm, với một hình ảnh hiên ngang cởi voi chống trần của người tướng anh hùng Thiệu Thị Trinh, với hào khí vang dội của nghĩa quân Nam Sơn, với những ba đình mã cao hùng lĩnh hàm rồng sóng ngả, một Thanh Hóa cổ kính với những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu gắn liền với sự hướng thịnh suy vong của các triều đại phong kiến Việt Nam,
một Thanh Hóa duyên dáng đầm thắm và khỏe khoắn, căng tròn sức sống với điều hòa sóng mã, hát múa Đông Anh, múa sấm phả, trèo trải. Một Thanh Hóa tự tin năng động, hòa nhịp với sự chuyển mình của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất ngày càng thay ra đổi thịt. Đó là những cảnh hình ảnh đa chiều đa diện, những âm thanh, những nhịp điệu sống động của mảnh đất Thanh Hóa điển linh nhân kiệt, mảnh đất đang vươn lên, hội đà lên, hồi lưu cùng thời đại bằng sự kiến tinh lắng động của quá khứ với sức sống mãnh liệt của hiện đại và tương lai. Thưa các vị khách quý, thưa các bạn, tôi xin phép được giới thiệu qua một vài nét về xứ Thanh. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và của các vị quý khách. Thưa các bạn, gặp mặt lần này, tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều kỷ niệm. Chúng ta sẽ không quên và vô cùng thương nhớ một số bạn đã ra đi mà không bao giờ trở lại. Chúc các bạn an giấc ngàn thu với cõi Tây Nam. Cuối cùng, xin chúc sức khỏe các vị khách quý. Các bạn, chúc cho tình bạn chúng ta mãi mãi bình vững, dồi dào sức khỏe, để hàng năm chúng ta lại gặp nhau. Chúc cho gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt, và buổi gặp mặt hôm nay có nhiều kỷ niệm đẹp nhất, đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn. Thưa toàn thể các bạn, vừa qua rất cảm ơn các bạn đã chú ý nghe một vài nét về đất nước con người của xứ Thanh, và trong buổi giao lưu hôm nay thì đề nghị các bạn sẽ phát biểu chia sẻ những tình cảm vừa của mình đối với những cái vui cái buồn trong thời gian qua, đặc biệt là cái thời sinh viên chúng ta ôn lại, để một thời để nhớ, một thời để chúng ta lưu mãi những hình ảnh tự đẹp nhất của đời sinh viên. Xin mời các bạn ạ. Mời bạn trưởng là một bạn rất nhiệt tình, và xin báo cáo với các bạn trong hôm nay. Hôm nay chúng tôi cũng trong ban tổ chức Thanh Hóa xin chân thành cảm ơn vợ chồng bạn anh Thưởng đã tài trợ cho hội chúng ta là 4 triệu đồng. Vợ chồng bạn Lý tài trợ 1 triệu đồng. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Thế thì xin mời bạn Thưởng. Xin kính thưa tất cả các bạn. Thực ra hôm nay 37 năm rồi, bây giờ thử với tôi gì gặp lại các bạn và các anh các chị, lòng rất bồi hồi và rất xúc động. Cũng xin lỗi các anh các chị các bạn là trong những lần tổ chức gặp mặt trước thì cũng có những lần Thưởng có nhận được thì lời mời của ban tổ chức, nhưng vì lý do công việc, có những lúc thì công việc gia đình, có những lúc thì công việc cơ quan, thành thử ra không thể tham gia được. Hôm nay báo cáo các bạn, Thưởng bây giờ chỉ còn 3 tháng nữa Thưởng về hưu. 3 tháng nữa Thưởng về hưu. Thì bây giờ gặp các bạn hôm nay thì Thưởng không biết nói gì. Chỉ mong rằng chúc các bạn, chúc các anh, các chị khoa sử năm 7882 của chúng ta, những người luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và chúng ta mãi mãi nhớ đến nhau. Hôm nay Thưởng cũng rất bồi hồi và xúc động, cũng rất lấy làm tiếc. Và bởi vì những người như anh Tuấn vừa nói rồi, có những bạn của chúng ta hôm nay mãi mãi ra đi, không còn trở lại, bồi hồi nữa là các bạn. Hôm nay thời lần khác thì mong rằng chúng ta còn tiếp tục gặp lại nhau nữa. Bây giờ Thưởng xin hát tặng các bạn bài hát. Em về với người hè
chết rồi câu chăn gối. Hẹn ước tròn đôi bây giờ riêng một mình tôi. Mơ nhiều ước nhiều để rồi như mây khói. Tình đã vời xa, xa vời tiếc thương cùng rồi. Ôi xa cách từ đây, đớn đau đau đớn nào ai hay. Xin biết sao đời duyên tình ai. Anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình. Về là với người đã vội quên hay nhớ. Ngày đó còn nhau ai từng mơ mộng ngàn sau. Bây giờ là hết rồi, em về vui duyên mới. Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai. Anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài lâu duyên tình đầu. Em về là với người đã vội quên hay nhớ. Ngày đó còn nhau ai từng mơ mộng ngàn sau. Bây giờ là hết rồi, em về vui duyên mới. Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Người đó như vậy thì đến tháng 5 thì không xin mời các anh các chị và các bạn về Ninh Bình. Thực ra thì quý thì sức khỏe hạn chế, nhưng mà ông xã thì nói lần lời thôi, cứ mời tất cả các anh chị các bạn về. Không thể nhận lời luôn, xin chào các bạn. Anh Tuấn lớp trưởng cùng với anh ông xã nhà khoảng tháng 3 cho nó đỡ nóng, bởi vì là Ninh Bình thì không hoa
quan biển mà chỉ đi tự như là Cái Đính, Tràng An hoặc đi được một vài địa điểm thôi. Thì là sẽ đi vào khoảng tháng 3. Có gì sau đó thì em sẽ thông báo trên trên mạng, và mong mọi người dành bớt chút thời gian để xây dựng như mình, để cho cuộc cảm ơn của anh ta đông vui. Và nhất mình có thêm bạn Thanh nữa, như vừa rồi thì chỉ có điện thoại và Thanh đi, Thanh bảo là này yếu đau chân tay không tốt tiếp, không ổn lắm cho nên là không đi được. Nhưng mà tháng năm thì kiểu gì đã về như mình, kiểu gì bạn Thanh mà sẽ tham gia, và anh Tuấn rất trưởng sẽ hỗ trợ cho xã nhà để đón tiếp mọi người, rất mong mọi người mất chút thời gian và dịp tháng khoảng tháng 3 sang năm thì cũng về những người cảm ơn. Cảm ơn bạn Thúy, và chắc chắn là qua chúng ta là có một tràng bỏ tay và đơn nghĩ sẽ là về Ninh Bình, để gặp mặt ở Ninh Bình và vợ chồng nhà Thúy và các bạn ở Ninh Bình tổ chức. Xin cảm ơn bạn Lý. Và mời bạn Lý. Kính thưa các anh, các chị và toàn thể các bạn, rất vui hôm nay là vợ chồng tôi được từ miền Nam ra đây để dự học cái buổi học mặt cựu sinh viên khoa sử khóa 78-82. Đây là lần thứ hai tôi được tham dự. Thật sự là trong lòng vui và cảm thấy mình rất là hạnh phúc, bởi vì có một cái quãng thời gian mình đã được sống trong cái tập thể đó. Tôi thì xa xôi cho nên cũng không có dịp để tham gia đều đặn các khóa họp của chúng ta. Thế hôm nay ra đây thì tôi cũng được sự ủy nhiệm của quý cô ở trong Việt Nam, thì có nhắn gửi ra là có ý kiến với tất cả các anh, các chị và các bạn là quý thầy cô trong miền Nam thì cũng muốn là được đón tiếp toàn thể quý thầy cô mà chúng ta ở cái khóa học 78-82 sẽ vào miền Nam một lần. Thì địa điểm sẽ là tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ thì nói chung là nó cũng xa xôi, thành ra cũng không biết là mọi người có thể là tiếp nhận được hay không hay như thế nào. Thì theo anh Vinh với anh Thưởng với lại Hùng thì có nói là năm tới là Ninh Bình rồi, thì năm sau nữa thì sẽ về Vinh với sẽ về Vinh. Thế thì bên Sài Gòn thì có nói cái ý kiến như thế, tôi chỉ là người đại diện thôi, tôi truyền đạt ý kiến lại của chị em trong đó. Thì nếu được thì chúng ta sẽ tổ chức năm kia hoặc sang hoặc năm kia hoặc năm kia. Nếu năm kia thì Vinh sẽ đổi lại năm sau, và nếu mà Vinh trước thì năm sau sẽ là Sài Gòn. Thì tùy theo ý kiến của cái chuyện tiếp nhận hay không là của anh chị em. Còn chúng tôi chỉ biết là có ý kiến như vậy thôi. Thế thì bây giờ xin nhường lời lại cho anh Tuấn. Xin cảm ơn vợ chồng bạn Lý. Thế thì chúng ta có đồng ý sẽ có một dịp nào đó chúng ta sẽ gặp mặt tại Sài Gòn không ạ? Nhất trí, nhất trí. Cho một tràng vỗ tay đi ạ. Vâng, rất cảm ơn. Rất cảm ơn. Vâng, xin mời bạn. Kính nhà anh Hải Dương thì em chưa. Tại vì 3 năm nữa vì sức khỏe lại yếu quá, đúng không? Đúng. Hoặc là tất cả các anh Tuấn, các anh đều lớn như chúng em cũng đều là yếu đi. Mỗi một năm yếu đi, chúng ta nên đi xa trước. Đấy là ý kiến của mấy chị em là như thế thôi. Cái ưu tiên cho Sài Gòn trước. Nếu mà đi được thì ưu tiên Sài Gòn trước, và lùi Ninh Bình và... Cảm ơn bạn Tuyết. Bạn Tuyết đã có ý kiến là muốn mời bà Sài Gòn trước. Bạn Vinh ạ. Vâng. Kính thưa anh với chị, bảo vệ cho tôi có ý kiến hơi ngược với các bạn một chút. Thực ra năm nay chúng ta gặp nhau 8 năm. Từ chỗ chưa có gì mà 8 năm là tôi xin nói chúng ta đã đi được 8 địa phương rất vất vả. Và mỗi chuyến đi xin nói thật sự là không phải dễ. Tổ chức tại Ninh Bình, năm thứ 10 tổ chức tại Nghệ An Hà Tĩnh tròn 10 năm. Chúng ta một lộ trình đi khắp các tỉnh,
Còn sau 10 năm đến khi đấy, tại sao mày có đi như này, tôi xin nói cực kỳ vất vả, di chuyển 2-3 trạm, 2-3 đường. Còn xin nói đi Sài Gòn có tiền 2 tiếng đến nơi. Chúng ta đi xa được như vậy, chúng ta phải chia sẻ nhau rất là thật và như thế. Thế nên vì vậy, để giữ được cái nhiệm độ này, tôi kiến nghị chúng ta nên duy trì hết chẵn 10 năm trong lộ trình. Còn từ năm thứ 11, 12 mà không có đơn vị nào đăng ký quay tái hồi trở lại thì chúng tôi sẽ tổ chức đi Thành phố Hồ Chí Minh hoặc đi Vũng Tàu vào những năm 11, 12, 13, 14, 15. Tôi xin thông báo luôn, trưa nay thì ban tổ chức kính mời các đảng đoàn của chúng ta ra cho đấy vừa tham quan chụp ảnh. Chúng ta sẽ kết hợp hơn cái thứ để báo cáo là như vậy, sau đó quay trở đây giảng phòng và chúng ta ra về. Thế mà xin báo cáo như thế. Việc thứ ba, như tôi được biết ngày hôm qua thì ban tổ chức đã họp và các bạn cũng đã thông qua giao quyền đăng cai cho Ninh Bình. Thì ra Ninh Bình cũng rất hay, nếu các bạn đi 2 ngày Ninh Bình đẹp tuyệt vời, cũng nên đi. Sau đó thì Hà Tĩnh, Nghệ An cũng đăng cai để các bạn chuẩn bị 1 năm sau nữa mới đến lượt để ra. Thì cũng theo ý tôi, chúng ta cũng nên tôn trọng cái đó. Thế còn tất cả như tôi nói bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi, rất trân trọng tình cảm của các bạn. Nhưng mà các bạn ra có 2-3 người ra ngoài này dựng được còn khó. Chúng tôi cả một đoàn mấy chục người vào nó còn khó nữa rất rất nhiều. Vì vậy cái này phải làm rất kỹ và tổ chức thật chu đáo. Không có dẫn đến tôi xin nói là gì, nó sẽ rất là khó. Ví dụ như vậy, sau năm thứ 10 chúng ta sẽ đặt lịch trình năm thứ 11, năm thứ 12 sẽ đi Thành phố Hồ Chí Minh, đi Vũng Tàu, Bà Rịa gì đó hay những địa phương mà chưa có. Mình xin báo cáo là như vậy. Vâng ạ. Ý cuối cùng, chúc sức khỏe anh ấy chị. Anh có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Mày lâu xa giống như người nghèo khó, trời đã ban cho ta tan một trời dù sống thơm đau. Hãy đi tìm rồi trở về các hồi sao có như nhau, nào ai biết chưa số phận ngày sau ông trời sẽ lấy nhà lớn lâu là xóm, lấy lời dân trên cao xa, có nghĩa gì đâu, sao đã đẹp lâu như nước trôi qua rồi. Này lời hứa, lời thì trông, lời tình yêu trót nữa hết đầu hồi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai. Giang mây cuối trời, sống trên đời này và vô du có đây rồi lại bớt. Cuộc sống bao mỏi xin đã vơi từng rồi chắc thay ra. Áo mây tan sầu, đồng tiền tan lạnh bám đan nang. Buổi ngã ta mai này chẳng phải.
giàu sang không như ngày nào có. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời giàu sắc quân nào. Tại vì sẽ rồi cho sẽ cảm ơn giàu có như nhau. Nào ai biết giữa số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Lời danh chức quyền cao xa có hết gì đâu, sao chắc đừng lâu như nước trôi qua cầu. Này này hứa, này thì trông, này tình yêu xót nữa với đầu cũng thế mà thôi. Sẽ mất ngày mai vì anh mây cuối trời. Chẳng trên đời này mà buồn dù có đây rồi lại mơ. Cuộc sống của mơ xin các cây đừng đổi trắng thay đen. Áo mưa trắng sầu lúc khi tan tiệc bỏ lăng. Người ơi xin nhớ các người là ta mai này trong tay. Em có về làm dâu quê anh, nơi hàng dừa xanh xanh màu trời quê. Em có về làm dâu quê anh, nơi đồng xanh xanh ngô lúa, nơi sông Mã xanh trong câu hò sông Mã. Qua bao tháng năm, bao tháng gành, với bao bến bờ neo đậu những tâm hồn. Về làm dâu quê anh, em ơi có về làm dâu quê anh. Về làm dâu quê anh, em ơi có về làm dâu sông Mã. Nơi biển đời nắng lên, nơi rừng gọi gió về. Và em có thấy núi sông từ thua bừng nở. Đã qua một thời đàn lửa, vẫn hiên ngang như tình người quê thanh mãi kiên trung. Và em có thấy nắng mưa ngàn đời lắng đọng, tiếng ca ngàn đời vang vọng. Trong tiếng cồng ngàn đưa, tiếng trống đông sơn, tiếng cồng mừng công, tiếng trống hội mùa. Em có về làm dâu quê anh, nơi hàng dừa xanh xanh màu trời quê. Em có về làm dâu quê anh, nơi đồng xanh xanh ngô lúa, nơi sông Mã xanh trong câu hò sông Mã. Qua bao tháng năm, bao tháng gành, với bao bến bờ neo đậu những tâm hồn. Về làm dâu quê anh, em ơi có về làm dâu quê anh. Về làm dâu quê anh, em ơi có về làm dâu sông Mã. Nơi biển đời nắng lên, nơi rừng gọi gió về. Soi sáng đêm thâu dòng sông Mã xoay bóng nhịp cầu, có những đoàn tàu hối hả về nam. Sao đêm đêm nghe nao nức đầy tiếng con tàu hay tiếng tim em. Cây lúa quê mình
thương nhớ miền Nam. Anh đi nơi xa nhà tình cây lúa, tháng ngày xanh tốt giữa nơi đây trên quê em đất lửa hang sâu. Em san lấp mô bông này cho những đường cày thẳng tắp vươn xa dòng sông. Chiều nay ơi quê hương trong tiếng sóng vẫn sáng tươi màu, vẫn đứng hiên lang ơi sông Mã nuôi dòng tươi thắm trên cầu.
sang
bao tiếng ca không thể xóa nhòa. Vườn cây đầy hoa tươi khi anh nắm tay em, bay ra giang bay gió đầy lãng mà phải chúng ta yêu nhau chẳng nên thù nào làm con tim ta yêu mẹ. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, bên nghĩa che xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiết ta tình yêu đất nước tràn hòa. Khi anh biển em đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây số trong tay anh duyên ngọt ngào tiếng du hồi. Và khi chúng ta xa nhau gặp nhiều mùa vàng phiền phước vui thắng già. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dặn em ôm nhiều kỷ niệm chánh lòng, mai tạm biệt hòa bình,
đem về bao nỗi nhớ. Dù xa xôi cánh trở, anh đã hẹn ngày về thăm em thăm miền quê mà lòng anh yêu dấu. Hòa bình quê hương anh, hòa bình chung đôi ta. Em đưa anh về quê hương Thanh Hóa, nghe dòng hò khoan bên bờ sông Mã. Còn đó trên đất quê hương mình, tình anh quê mình đây. Em đưa anh về với biển sông sông, thăm đền Cô Tiên, thăm hòn Trống Mái, huyền thoại bao đời giữa đất trời bao la. Lịch sử ngàn năm tô đẹp quê mình, đây trống đồng Đông Sơn, đây tiếng công Ba Triệu, đây bóng cờ Lê Lợi, rạng ngời quê hương sông Mã. Tình anh quê mình đây, hôm nay ta đi trên đường Lê Lợi, rộng mở tương lai thành phố thân thương, với bao nhà máy, với bao công trình đẹp tình quê hương. Em đưa anh về quê hương Thanh Hóa, nghe dòng hò khoan bên bờ sông Mã. Còn đó Hàm Rồng, một thời đàn bóng đã đi qua đi qua, một thời liệt oanh trên đất quê hương mình. Tình thanh quê mình đây, em đưa anh về với biển sông sông, thăm đền Cô Tiên, thăm hòn Trống Mái, huyền thoại bao đời giữa đất trời bao la. Lịch sử ngàn năm tô đẹp quê mình, đây trống đồng Đông Sơn, đây tiếng công Ba Triệu, đây bóng cờ Lê Lợi, rạng ngời quê sông Mã. Tình thanh quê mình đây, hôm nay ta đi trên đường Lê Lợi, rộng mở tương lai thành phố thân thương, với bao nhà máy, với bao công trình đẹp tình quê hương, trong câu hát nồng nàn tình Ah.
giặt rào sóng reo, thời gian cứ trôi, tình người nơi đây ngàn năm sắt son. Trường Lệ Cô Tiên ôm lượn sát biển, hai ấu bay liền thấp thoáng canh buồm xa. Đền Đồng Cương vẫn hiên ngang trước biển, và thủy chung hòn trống mãi vẫn còn đây. Sầm Sơn đầy nắng gió mỗi khi hè về, biển sẽ hoan ca, con sóng cũng hoan ca. Biển đẹp ngất ngây, tình yêu đắm say. Sầm Sơn yêu thương biển quê rào sóng reo, thời gian cứ trôi, tình người nơi đây ngàn năm sắt son. Trường Lệ Cô Tiên ôm lượn san biển, hai ấu bay liền thấm thoáng canh buồm xa. Đền Đồng Cương vẫn hiên ngang trước biển, và thủy chung trong mai vẫn còn đây. Sầm Sơn đầy nắng gió mỗi khi hè về, biển sẽ hoan ca, con sóng cũng hoan ca. Biển đẹp ngất ngây, tình yêu đắm say. Sầm Sơn yêu thương biển quê rào sóng reo, thời gian cứ trôi, tình người nơi đây ngàn năm sắt son. Trường Lệ Cô Tiên ôm lượn sát biển, hai ấu bay liền thấp thoáng canh buồm xa. Đền Đồng Cương vẫn hiên ngang trước biển, và thủy chung hòn trống mãi vẫn còn đây. Sầm Sơn đầy nắng gió mỗi khi hè về, biển sẽ hoan ca, con sóng cũng hoan ca. Biển đẹp ngất ngây, tình yêu đắm say. Sầm Sơn yêu thương biển quê tôi. Đền Đồng Cương hòn trống mãi vẫn còn đây. Sầm Sơn đầy nắng gió mỗi khi hè về, biển sẽ hoan ca, con sóng cũng hoan ca. Biển đẹp ngất ngây, tình yêu đắm say. Sầm Sơn yêu thương biển quê tôi. Sầm Sơn yêu thương. Xa đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bâng biển, thì gót liễu mong manh làm sao bước song hành. Anh chỉ e ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hè.
nào khi về đến ngang căn nhà mẫu tin biết anh đang chờ vào mộng chưa tỏ lối bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống giếng ngậm ngùi hạt rơi luống hoa cười ai chẳng mong gặp bên trong cõi hòn duyên mà đời anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy sông thương tia mắt rào rạt sông tuổi ngọc xuân son nét ngà quân trắng tròn tình em cao vút trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh lòng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cấm còn gì cho nữa tiếng ru trẻ thơ nẻo đời muôn vạn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ dặn dò thêm lần cuối sách đen cho bầy em lưu bút ghi vài lứa quen ngày lành thăm sau 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ba thành hoa đưa tôi về điệu hò thương nhớ quá những lúc đi xa quê điệu hò náo lòng người sông Mã sông Chu xóm làng cánh đồng câu hò muôn thuở đi vào mênh mông câu hò xứ sở đưa vua chúa lên ngôi câu hò nối sông vào núi câu hò nối rừng với biển câu hò nối em vào tôi nối cả nghìn năm quá khứ với tương lai từ tuổi thanh xuân mang câu hò đi đánh giặc điệu hò quê hương theo tôi vào bao trận mạc người con quê thanh trong âm vang sự tích cùng bao chiến thắng trên quê hương anh hùng dựng xây quê hương biết bao điều đổi thay nhìn về làm kinh linh thiêng từ trong tấm khảm nhìn về đông sơn lung linh từ trong huyền thoại hàm sông hôm nay trong tươi xanh ngày mới nhìn em khẽ đứng ngơ ngân nga câu hò lòng tôi xôn xao bao yêu thương chiều mến thành hoa quê mình xanh mãi câu hò em đón tôi về lời có cánh rồi
về, điệu hò thương nhớ quá. Những lúc đi xa quê, điệu hò náo lòng người. Sông Mã, sông Chu, xóm làng cánh đồng, câu hò muôn thuở đi vào mênh mông. Câu hò xứ sở đưa vua chúa lên ngôi. Câu hò nối sông vào núi, câu hò nối rừng với biển, câu hò nối em vào tôi, nối cả nghìn năm quá khứ với tương lai. Từ tuổi thanh xuân mang câu hò đi đánh giặc, điệu hò quê hương theo tôi vào bao trận mạc. Người con quê thanh trong âm vang sự tích, cùng bao chiến thắng trên quê hương anh hùng. Dựng xây quê hương biết bao điều đổi thay, nhìn về làm kinh linh thiêng từ trong tấm khảm. Nhìn về đồng sơn lung linh từ trong huyền thoại, Hàm Sông hôm nay trong tươi xanh ngày mới. Nhìn em khẽ đứng ngơ ngân nga câu hò, lòng tôi xôn xao bao yêu thương chiều mến. Thành hoa quê mình xanh mãi câu hò, em đón tôi về lời có cánh gió. Trắng tung bay cho anh ngây ngất ngày ngày bên người tình yêu nhỏ bé. Hà ơi anh xa em xa tôi học trò, hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã hơn những chiều anh đón anh đưa bên nhau quấn quýt từng giờ, ôi tình. Mời các bạn nâng ly nào, nâng ly nào. Mùa hạ về vắng nào này, chúc em sẽ hai ba vô để đưa em đường vẫn lối. Chợt lòng nghe buồn mây mơ, chợt nghe thương về người em gái nhỏ miền quê. Anh sẽ trở về trong những cảnh này nó
chỉ có một lần, không mà chưa có lần thứ hai tại lấy được hình. Đúng. Đây này chào năm đây. Mỗi sự kiện bao giờ cảm ơn bạn Linh. Lần này lần sau mà đi thì cứ ra với cứ cho tôi để tôi cầm. Ban nãy anh cứ sờ bên phải, bây giờ anh cứ sờ bên trái. Con đòi
mời bia cũng bên sông không còn mà sống đời cuồng trôi lỡ rồi sông bên đó nhà em đã bỏ làng đi mãi không về mỗi ngày bên sông không còn em đi học ngọn gió reo buồn buồn trong nhánh mu sông quê trường làng con đò trên cát lờ cũng vì em xa mà thành điều nhớ nao nùng cũng vì em xa mà thành điều nhớ nao nùng.